Rồi chào tất cả anh em, hôm nay chủ nhật đi móc bãi đường ít hàng máy vít cỏ nha anh em, phần cỏ thôi, hàng cao không có gì cao sang hết, máy 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 xịn không dám mua anh em, chết giờ mới công tốn tiền sửa. Rồi hàng quá hôm qua anh em chốt thì ngày mai thứ hai mình gửi hàng luôn nha, rồi anh em xem trên clip này coi có mua thêm gì thì mua, mai mình ship luôn một đơn nha anh em. Còn những cái khách hàng mới mới xem clip của mình thì chú ý lắng nghe cái những cái thủ tục mua bán để trước khi vào giao dịch nha anh em. Những cái hàng giá trị thấp mình sẽ không bao gồm phí vận chuyển kể cả mọi hình thức nha. Thì mình báo giá cụ thể để cho anh em khỏi phải nhầm lẫn chi tiết. Rồi vô vấn đề luôn. Hôm nay có một ít pin sạc Panasonic pin pin tiểu anh em, pin xài remote nè ha. Anh em xem tham khảo chơi. Có mấy con bơm hơi tai. Rồi đụng cái nào mình bóc cái đó, anh em chú ý mã số cho mình. Thì hôm qua thì mình bán mấy con vít cỏ đồ điện tử á, thì anh em mua hết rồi, ủng hộ hết rồi. Thì hôm nay mình mới móc được thêm một ít nè, anh em xem tham khảo thêm. Hôm qua thì nhiều anh hỏi lắm, ngày hôm qua thì cũng bán hết hình nè, có ghi sổ hết rồi, mai mình gửi hàng cho anh em nha. Rồi vô con này mã số 0 đi, con này mình bán 150.000 cho anh em về dọc dạch, 150.000 không bao gồm phí vận chuyển nha anh em, có 150.000 luôn, 200 gì cũng không bao phí được, tại vì cái lời lãi nó thấp lắm. Một con vít mini này của Hitachi nha anh em, con này xài rất là im á, cho anh em viên pin này chắc dung lượng còn khoảng chắc ngàn về, anh em lưu ý là nó mắc cái đít pin, nó mắc cái cục pin, linh kiện còn đầy đủ, motor còn ok, máy chạy đàng hoàng. Để mình test con máy mình đang dùng cho anh em xem, khoái nó cái là điều anh em biết gì không? Hitachi. Con này bán con này nghe chứ con này không bán. Khoái cái kêu tạch 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 à. Nó có cách được nha. Đây là con review nha. Có cách được. Đó, đã lắm anh em. Con này thì bao sóng như thế này thì anh em khỏi phải suy nghĩ nha. Mình cho anh em xem luôn. Xong mình ráp vào nha anh em, mình tính độ trong đây là anh em mua về á, khóa phách thì anh em độ gắn chết ở đây. Mình cho thêm cái giắc nữa đi. Cho thêm cái giắc nữa, anh em mình để cái giắc ở ngoài, câu 2 dây để giắc ngoài dưới đây là anh em sạc vào. Lưu ý sạc nào ra sạc đó, sạc cho đúng để anh em nó tránh tình trạng nó hư pin nha anh em. Đây. Cái nút nó bên dưới. Tại cái này là nó có cái lẫy này nè, nó kêu tập 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 nằm đây nè. Tại mình tháo cái vỏ ra nó thấy nha. Ok chưa? Máy sống nha, không có bán mù, mình mua mù chứ mình không có bán mù. Con số 0 là bán 150 cho một viên pin, lưu ý nó mất cái đít. Phụ kiện thì đầy đủ. Đó, phụ kiện đầy đủ cho anh em nha, máy Hitachi. Dòng tua nó 190 vòng trên phút nha anh em. Phụ kiện để mình gắn vào mình giao. Cho viên pin nha, 150.000 chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Mấy con này đi mua tiền tăng không chứ đâu ai bán vài chục đâu anh em. Máy bãi chứ mấy con này sử dụng mở đồ, đồ nhựa, đồ này nọ linh tinh, đồ ok lắm. Rồi con số 6 mình bán 320.000, cái này là thân máy nha, chưa có lên pin. Con này 4.8, anh em lên 2 cell. Anh em lên 2 cell pin anh em dùng. Này là thân máy. Chưa lên pin. Hình thức thì có xây xước bại. Đây. Con này cũng có cấp được, 5 cấp được và 1 cấp khoan anh em. Mấy con này xài ổn áp lắm. Bán 320.000, con này anh em chuyển khoản mình báo phí. Chưa kèm pin sạc gì hết nha. Lưu ý tình trạng. Đây về tiếp những con mini này. Để mình lấy cục pin test nha anh em. Và cái này mới lượm về mình chưa có kịp lên pin ha, bán mình sẽ lên pin. Bị cục pin này hôm qua bán giao cho khách nè, cũng là một cell pin 2700 màu này, 4.2 ampe, xài một tuần không hết pin đâu.
Nay mình test nha, mình lên cho anh em y như hình như này. Mạnh mẽ lắm nè, 2 cấp. Con này nó bị mất cái tem. Con này bán 330.000. Lên pin cho anh em y như vậy, 4.2A xài cho nó đã. Mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ lắm. 330.000, một máy, một pin chưa kèm sạc. Cái sạc thì 50.000 nha, mình sẽ đổ cái mạch, mình sẽ làm cái mạch sạc cho lắp vào bên trong cho anh em nha. Để nó đầy tự ngắt anh em. Chứ bình thường là mua chừng 30-35.000, anh em không thì anh em tự mua đâu cũng được nha. Mình làm sẵn là 50.000. Rồi con này con số 4 nha anh em, 330.000 có pin, chưa sạc. Con này đẹp hơn, mình bán 370.000. Có tem nha. Mua cũng tùy theo ngoại hình lắm nha anh em, qua bãi mua cũng tùy theo ngoại hình lắm. Ta bán thì nó đẹp, mua 200, 250, 300. Đó là tốn thêm sale pin nữa. Con nào cũng như con nấy, ổn áp, con này bền lắm. Bền và mạnh nữa. Con này hình thức đẹp hơn nha, 370.000, có pin. Anh em mua mình lên pin luôn nha. Nói chung là con nào cũng là sử dụng được hết. Con này mất tem thôi chứ không có vấn đề gì hết nghe nè. Đó. Con này con số 5 nghe nè, 370.000. Chuyển khoản quên hết, trên 300.000 thì anh em chuyển khoản mấy con này mình bao phí luôn nha. Tốn tiền lên pin. Con số 1 này bán 500, thân máy và một pin zin. Đụng tới mai guitar mấy cái tên tuổi thì nói chung là nó đắt nghe nè. Con này cao su nó rách, lột luôn, bỏ luôn. Con này con dít một cấp khoan và 18, 19 cấp trượt. Hàng họ ok nha. Test cho anh em xem. Con này anh em làm nhựa, làm đồ linh tinh, đồ công việc nhẹ là con này vừa nhẹ vừa ấy. Lắp camera hay là cái đồ tội làm nhôm kính đồ này nọ đó ha. Cái này một pin zin, dung lượng nó còn hơn 1 ampe. Pin này có pin này 1.3, pin này pin lướt nha anh em. Mình đã test dung lượng. Cell máy Isaban là cell này nó dùng là cell Sony đời xưa mà dung lượng còn ok. Chưa kèm sạc zin nha anh em. 500.000 đồng, mã số 1, một máy và một pin zin. Anh em chú ý là phần cao su này nha. Máy móc là không có gì hết. Hai cấp nhanh chậm. Makita 10.8. Chuyển khoản bao phí, mã số 1 500. Mã số 2 con Hitachi này 500k luôn. Mình đây mình vô nó là 3 Sevin Bana dung lượng 3 ampe. Con này mình dùng cho những cái máy mài mình đang dùng nha anh em. Chưa kèm sạc zin luôn nha. Anh em muốn mua sạc zin thì 150.000 một cái. Anh em có rồi thôi. Con này cũng lọt cao su nha anh em. Nó bị hú nhông là tức là anh em về vệ sinh lại nha. Còn đầu cổ là không có rơ. Đầu cổ là không rơ nha. Con này vít búa nha anh em, vít búa mini, vít búa. Con này bị ré nhông anh em vô dầu mở lại nha. Con này mình chưa vệ sinh luôn, chỉ lọt keo thôi. 500.000 một máy và một pin 3 ampe, pin zin nha. Con này thì cái này thì anh em có thể cấy dắt sạc adapter được nha. Còn con Makita thì không được, phải xài sạc zin. Cấy dắt sạc adapter đây. Anh em muốn mua xài adapter thì mình hướng dẫn cách làm, còn Makita này phải xài sạc zin thôi. Cục pin này mình bao sạc, bao nhận sạc nha. Cái nào cũng bao nhận sạc zin hết. 500.000 đồng, mã số 2, chuyển khoản bao phí. Tiếp theo là con này mình bán là full bộ 500.000 đồng luôn, 14.4. Con này con Xman. Lực cũng để 150 N, nó y như con Hitachi thôi. Ngoại hình này nó bị dính sơn nha anh em.
cao su thì còn ok, con này xài im lắm nha, cho anh em nó vừa rẻ vừa bền, mới rửa sơ thôi. Pin này mình đang dùng, pin nó là pin này, một máy và một sạc zin autovolt, autovolt nha, mình có đánh dấu cộng dấu trừ, anh em có thể cấp nguồn sạc cho những cái sạc ở những cái cho những cục pin 14V4 khác, cộng tử đây đó, mình có đánh dấu trừ vô cộng đây là nạp vào ạ. Này điện 220 100V đều ok hết nha anh em. Mình có tháo ra xem linh kiện là mình có cắm 220 rồi bình thường nha. Và nhận sạc bình thường luôn, để mình cắm 220V cho anh em xem luôn. Đó mình đang cấp nguồn 220 đó, đèn xanh đây. Và đây là cái cục pin của nó. Cái này dùng pin này. Mình được cái này là nó được sử dụng cái mạch này, mạch nó xịn lắm đây. Nè. Sử dụng 4 cell Samsung chứ không phải là anh em thấy nó hàng 4 cell Samsung chứ không phải là cell tạo, cell gì đâu. Samsung 13L dung lượng 1.3. Sản xuất Trung Quốc. Cứ nạp vào là dùng thôi. Nói chung thì pin này mình mới nạp vào mình không có bao dung lượng anh em. Sử dụng ít ít thì được, chứ còn như mà xài nhiều là anh em phải nên đóng pin mới. 4 xe pin bây giờ nó rẻ mà. Điện 220V nha. Một máy một pin một sạc như thế này, một cục pin này nha. Con này búa bình thường, nó y như con Hitachi mà Makita 18 kia thôi. Mà được cái con này nó im lắm, nó điều tốc nó mượt. Và nó động cơ nó im ru à. Máy bãi thì hình thức như thế này ok rồi, anh em chạy hết thang hả, mua tư khác thay vô, còn không mình cải ít ra mình thay thang luôn vẫn được nha. Một máy một pin một sạc như thế này là 500.000 đồng, mã số 3 mình chuyển khoản mình bao phí vận chuyển, con Xman 14V4 vừa nhẹ vừa chắc vừa bền. Máy pin sạc, còn anh em xài hàng Hitachi thì phải tốn thêm cái sạc 150 để đánh đổi những cái thương hiệu giá trị. Này có về hai con DMR thôi, để đi lượt sau thì anh em lên pin bán. Có con này nè, pin nó còn ngon quá mà máy nó như nè. Khi chưa vệ sinh nó xấu như con trộm như nè. Đó, chạy chưa chạy luôn nè. Cục pin còn khá là ngon mà chưa chạy đó. Anh em thấy mua đồ bãi thì mình mua mù nên nhiều khi nó bị hỏng hay là gì đó mà anh em thấy không? Là lỗ chắc. Trong khi bán thì lãi nó chẳng bao nhiêu. Này con này thì mình vệ sinh thay than rồi. Con này anh em nào mua bán thang máy với pin thì nói chung là mình sẽ thay thang rồi 520 ngàn. Thường vậy nếu lau sơ thôi mình bán dưới 500. Còn mình làm thay thang cho anh em 90% luôn, gần như mới. Vệ sinh, mở bọt máy chạy một im ru bà rù luôn. Thay vì anh em mua dưới 500 mình 500 ngàn thì mình thay cặp than cũ, mình lấy cặp than lại. Để hết than anh em mua nhiều khi 20-30 ngàn, tiền ship vô nó cũng phải 50 ngàn. Vệ sinh đồ sạch sẽ cho anh em, không có miếng bụi. 520 ngàn cho con Hitachi DMR này bao luôn. Để mình test luôn đi, bán thì test luôn. Đây là cục pin này mình bán từ đầu năm tới giờ 15A, pin xả thấp 10A. Xài tới giờ anh em biết nick này là 8-9 tháng rồi à, mà anh em biết nó có dung lượng nó còn nhiêu. 13A. Mình đốt đèn DC với anh em, ngay góc làm việc mình thiếu ánh sáng. Phải đốt đèn DC thêm để nó phục vụ công việc cho mình. Hôm nay đó xài pin tàu, nó cũng là pin tàu trong những cái trạm sạc dự phòng. Trong những cái trạm sạc dự phòng á. Test máy nha anh em. Con này ăn dòng, khi vô tải nó ăn dòng chỉ có là hơn 20 ampere thôi. Kể cả những con tất cả những con máy 12V. Máy này vệ sinh nha anh em, nên thêm vài chục tiền công với tiền than cho ha. Còn anh em nào muốn mua rẻ thì có thể tham khảo khác. Nhiều lắm. Giờ còn 10V8. Không tải ăn dòng 5 ampere.
máy vệ sinh rồi có khác nha nè, chạy là bao mượt luôn. Bán 520 ngàn, kiếm tô phở thôi. Vệ sinh đâu phải sướng đâu anh em ơi, gỡ bung ra rồi phải đi rửa. Có tải có 15 ampe, chưa được 20 ampe nữa. Máy đã dọn full, hình thức còn ok, 520 ngàn. Thân máy vỏ pin lùng, anh em muốn đóng 6 xeo. Máy cái này anh em xài ít lên 14V chạy cũng được nha, 520 chuyển khoản bao phí. Con này có con này. Con này là cái con một máy và hai pin. Hai vỏ pin nha, chứ không phải là hai pin. Con này còn rất cực kỳ mới, con này kêu là gì ta? Nó y như bên anh em mọc nó kêu mấy con file ấy. Nhưng mà con này thì nó dùng chắc có thể là dùng nó cũng mới tương tự như máy file vậy đi. Cho những anh em làm đồ handmade hay làm cái đồ, nói chung là ví dụ như anh em làm dán ép đi. Anh em khoét cái vòng tròn. Khoét cái vòng tròn ha, hình dáng hình thù mong như mình mong muốn ha. Vòng tua nó tới y như máy mài khuôn vậy thôi, nó 27.000 vòng. Ủa 23.000 vòng. 12V. Con này rất là mới, đen xanh nội địa Nhật nha, đen xanh nội địa Nhật. Con này còn cực đẹp. Xeo này xeo Niken. Con này thương dỡ bên in Made in Mexico này. Tháng 4 năm 2000. Ghê không? 2000 tới giờ này, hiện nay nó bằng tuổi của một thanh niên trưởng thành. 2000, hôm nay là 23, 24, 20 mấy năm. Ở Việt Nam chưa từng xuất hiện. Rồi mình test máy cái này quên nữa. Cái này nó cũng hơi độc đáo nè. Cái này là cái nâng cử. Con này mình bán 600 nha. Nâng lên nâng xuống để chỉnh cử á. Cái mũi này mũi bãi để lọng gỗ á, để khoét gỗ theo hình tròn, ví dụ anh em khoan mồi đi xong xuống mình lọng. Cái này mình cũng ví von thực tế thôi chứ là mình cũng chưa từng gặp con này và chưa từng dùng sử dụng. Con ốp ở đây, vì bên đây là nó đầu có hai cái, cho anh em hai cái dạng kẹp luôn, đầu kẹp 6 ly có thể lắp mấy những cái mũi mài khuôn thì mình bỏ cái này ra mình mài khuôn. Còn ở đây nó có thêm một cái đầu này, đầu 3 ly nữa để thay thế trong đây, thay thế cái đầu này nè, mở dẫn ốc này ra 3 ly và 6 ly, anh em thấy nó cũng đa năng ha. Còn như có cây lục giác nằm đâu đây nè, quên cái cây này để cái chìa khóa này để mở cái này ha. Và dưới đây nó có dự phòng thêm vài cái mũi khoan. Con này không biết bán cho ai nhưng mà thấy phái là mua thôi anh em. Trong này đồ về phá phách theo hình thù con cá con ếch gì đó thì anh em đi mua về dùng. Này là của nó theo dính theo là nó xài những cái mũi khoan y như khoan gỗ á, lắp vào đây để nó lọng gỗ anh em, nó phai gỗ á. Mũi khoan này chắc 3 ly đây này nha anh em, khoan mồi xuống là anh em đúc cái mũi này xuống là anh em kiểu cắt theo hình tròn hình vuông gì đó tùy thích. Con máy này cực kỳ đẹp. Bán 600 anh em, một máy hai vỏ pin. Test máy luôn, mình có đánh dấu AB rồi, của cộng trừ rồi. Anh em có việc về đúc vô đây là lụm. Chứ còn mà đấu ngược cực là toi ạ. Mình có đánh dấu sẵn nè anh em thấy không? Con này ăn dầm cũng rất là thấp nha. Cái gì dùng? Phai gì vậy anh em? Ấy này anh em phai hình dáng, tạo dáng con này con kia. Rồi, máy sống ok, đẹp cực kỳ. Không một chi tiết thừa. Rồi bán 6 xị. 600.000 đồng một máy hai pin, về anh em muốn lên pin lên, còn không thì cái này chắc phải lên một vỏ pin này lên được 3 cell 217 anh em. Mình thấy cái vỏ nó rộng. Vô 3 cell 217 600.000 đồng. Mã số 7. Chuyển khoản bao phí nha. Anh em mua mình gỡ pin ra để nó nặng. Để nó nặng nó tốn tiền ship mình, hoặc là anh em nếu mà trường hợp anh em mua COD. Cái pin cam này dung lượng 4.200, mình bán cho này 40.000 lẻ nha. Số lượng còn ít thôi, hở mình đóng xe điện với mấy cái đồ linh tinh cho khách làm cửa cuốn này nọ cũng hết rồi. Còn
một hai mã cuối cùng nữa, anh em chú ý theo dõi cho cuối clip nha. Con này bán 350.000, 350.000 chuyển khoản bao phí, khỏi ghi mã nha nè. Anh em nhắn là con bơm hơi này mình có hai con duy nhất, không có nhiều. Quên cho anh em xem bao bì, sản xuất ở Trung Quốc nha nè. Đây là cái tên công ty nó, Dai Di gì đây. 99% là như thế, đồ sản xuất Trung Quốc nha. Số anh em nhiều khi không nói là hàng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc, nó không phải là đồ Nhật. Muốn mua xài đồ Gia Băng, tại sản xuất tại Gia Băng thì mình phải trả một cái chi phí khổng lồ chứ không hề nhỏ. Con này con bơm hơi đó, bơm hơi kiểu là đạp anh em, chứ không phải là bơm hơi bằng pin. Cái này rẻ rẻ thì anh em mua về dục nhà đấy đó. Hàng mới 100%, nó kèm theo một đầu nè, thêm cái này thêm một hai cái đầu gì nữa đây đó, coi như là đầu giống đầu bơm banh đúng không, không phải là bơm banh, bơm xe đạp nha anh em. Mới 100% nha anh em, 350.000 để mình gỡ cái mình bơm. Ôi da, thằng này có bị gì không bà? Ba anh em, giống này nó không thiếu chi tiết, nó gài nằm đâu vậy? Nó có thiếu cái gì không? Ôi cha cha, đầm con nha, nó mất, nó nhả, nó bị bung cái mối hàng ngay chỗ này. Ông ơi, có hai con mà bị con như thế này. Cái này đã nằm ngay này nè, còn con nữa. Rồi. Đó, anh em thấy chưa? Sơ ý đâu có coi đâu, đâu có bung ra đâu. Kiểu hàng này hàng tồn kho á, anh em, nó bỏ. Có thể là người ta xem á, người ta lấy ra rồi nè. Đúng rồi, cái miếng này, cái miếng thép này nằm như thế này. 350 con nha anh em, có một con thôi. Còn con kia chắc để dài nữa rồi. Để mình xử lý sao, thấy không? Đạp. Đạp là bơm. Ồ, cũng mạnh ghê nha anh em. Rồi, ok. Con luôn, mua hai này bán có một, lỗ vốn luôn, chết chưa. Cái này mình sẽ bọc lại cho anh em, 350.000 anh em, chuyển khoản bao phí. Anh em muốn mua hai con thì mình bán rẻ con kia, anh em về tự xử lý cái phần đó luôn, về chấm hàng, xì chấm hàng lại. 350.000 con này hoàn thiện. Tiếp theo là mã cuối cùng mình bán cho anh em là những con cái này pin 3A của Panasonic này, mình có khoảng gần 100 viên thôi. Bán một lần 8 viên 100.000. 8 viên là tức là 8 cục như thế này, là nếu mà tách lẻ ra nó được là 16 viên anh em. Thì anh em nhân ra tiền nha, nó tầm rơi khoảng chắc 6.000 hả? Chia ra 16 viên là tách lẻ ra 16 viên chia ra. Còn một khối zin cho nó là 2 cell, là tức là nó 2/4. Cái này là mua chỉ là về chia sẻ cho anh em về dùng thôi, chứ thật sự cái này là không có lời lãi gì hết, bán cho anh em về dùng chơi, cho nên là mình sẽ bán với tình trạng là bao áp thôi, chứ còn về cái thời gian sử dụng như thế nào mình không bao nha anh em. Tại vì nhiều khi mình bán cái, như lúc trước mình bán những cái pin này nó sản xuất 20 năm rồi, cũng dùng rất là tốt. Một số khách khó thì 20 năm không chịu. Nói trước như luôn để anh em khỏi phải thắc mắc về vấn đề sử dụng nha, tại giá trị nó rất là thấp rồi. 100.000 mình sẽ không ship code, nhận cạc điện thoại hoặc chuyển khoản, anh em nhận hàng anh em trả phí. Ví dụ như đây mình lắp vào cái điều hòa nội địa Nhật của mình đây nè, anh em thấy không? Hai viên pin này mặt sale, thì pin này là pin hôm nay mình bán là pin sạc lại nha anh em, pin sạc lại chứ không phải là pin pin xài một lần. Pin này thì đó mình bán là pin xài một lần, cũng 5.000 viên, nhưng mà dùng còn cực ngon. Nó dùng một với thiết bị nội địa Nhật thì 100%, chứ còn mà dùng với thiết bị tàu của Việt Nam mình thì nó cái ăn cái không. Cái này là nó còn bị dơ chân pin nè,
đó, mớ ấy còn giờ bây giờ tháo ra cái là nó bị dơ trên pin. Đây nổi lên này do dơ, do là do cái tiếp xúc anh em, về mình vệ sinh lại nha, để mình nói rõ cái tình trạng để anh em nè. Nó báo vạch pin này là hai gạch nè. Cái này điều hòa nội tôi điện nhật của mình Mitsubishi, mình dùng hàng bãi. Do cái tiếp xúc này, anh em thấy không? Này là pin sạc. Pin sạc là nó hiển thị là 1V2, còn pin không sạc là 1V5. Anh em chú ý cái địa điểm đó. Nhưng này là 1V5 nè, xài một lần nè. Một năm có thể mình thay 3 lần, 4 lần. Còn thằng này có thể là một anh em dùng một năm chưa hư. Và tình trạng của nó khi bóc ra này là hàng lưu kho và hàng quá đát nha anh em. Việt Nam mình xài hàng quá đát, đồ bỏ của người ta thôi chứ đồ mới không ai mua hết à. Đây nè. Dung lượng nó 650 mAh. Thì này là chưa kích sạc. Anh em mua cái gì lưu ý là có cái sạc, về anh em sạc nha. Mình đang sạc đây. Những cái thiết bị sạc này hàng bãi luôn, mình mua hàng bãi luôn, mình có cái mình dùng à. Mình đang nạp pin vào cho nó nè, để mình đo con thử coi nó được bao nhiêu. Và khi về tắt ra, anh em vệ sinh cái phần này lại nha. Và hình thức nó có cũ nha anh em, bên trong thì nó cũ, mình tháo ra mình mới biết cũ thôi chứ mình mua đâu ai mà tháo ra đâu mà báo tình trạng mình là cũ. Cho nên chơi không hờn không quán không trách nha. Đây mình nạp nó nè, mình nạp nó lại được gần quân tư đang nạp đó. Này là pin sạc nha anh em, pin sạc. Khi anh em tháo ra nó phần kết nối kiểu như là mắt nối tiếp thành hai quân tư á. Mình lấy dao hoặc là dao rọc giấy hay gì đó anh em mà rọc nó ra nha, rọc ra có thể nó rách vỏ nhưng sử dụng bình thường. Và lưu ý là hàng này hàng lưu kho. Cho nên là bên trong thì anh em có tình trạng ố nó y như là pin Sony anh em đang mua ở thị trường Việt Nam mình thôi chứ không có gì khác hết á. Đó, ố cắn mớp, còn thằng này thì nó ố nhưng mà von nó còn. Để mình đo thực tế cho anh em là vài cặp là tình trạng von, anh em về nạp lại là dùng nha. Còn cái vấn đề sử dụng thời gian bao lâu thì mình không bao vấn đề đó và nhận với hình và không bao phí vận chuyển. Có 100.000 8 cặp. Ủa 8 viên coi như 8 cặp á. Như thằng này là mình đo nó còn được 1,5 V là tức là một viên nó còn khoảng đây đây cho anh em dễ thấy nha. Còn 1,5 V gần 1,6 V tức là mỗi viên nó được gần 0.8. anh em về tháo ra kích sạc lại là lụm nha, là dùng. Còn thời gian sử dụng bền hay không như thế nào thì mình không có bao vấn đề đó, mình chỉ bao áp cho anh em không có viên nào hư hết. Và tình trạng nói rõ anh em chú ý để nói mua này mua nọ mua đồ ve chai đồ về vứt nha, tốn tiền nè anh em thấy không. Bên trong nó ghi hết như thằng này là do Bana sản xuất, Panasonic nha, hàng nguyên siêu quên nữa. Khi anh em tháo về anh em tháo là lọc cái lớp này ra, anh em thấy một cái ngắn ngay có đường giữa này nè, anh em lấy dao mỏng mua dao bọc giấy đó anh em rọc đây là nó sẽ tách ra. Mình lấy ví dụ vậy nha. Đó nè anh em thấy không? 100.000 8 cặp như thế này. Này có chuyện có 100 viên như thế này thôi. Một viên tức là ở một cục mà là tức là hai viên á là sẽ như thế này, 100.000. Một chuyển khoản hai nhận tiền cả, nhận cạc điện thoại nha. Anh em nào xài nhận, anh em nào xài không có tài khoản á. 2 4 6 7 8 viên như thế này, tức là 16 viên lẻ đó. Để xài chơi 100.000. Bao áp từ 1V mấy trở lên em về kích sạc là sử dụng nha. Tình trạng nào nó rõ trên video anh em chú ý lắng nghe dùm, không có gì anh em bỏ qua. Và pin bọng công cụ thì bán anh em lần lâu hư quá, từ năm rồi tới năm nay chưa ai hư. Cho nên hôm nay mình hạn cho mình không có giới thiệu mấy cái pin nữa nha anh em. Nhưng mà anh em nào biết mình thì anh em cũng vẫn nhận đóng pin và sửa chữa pin cho anh em. Như những máy tàu khách đem lợi cũng lên đế Makita đầu đóng cục pin xài chơi. Đó, máy tàu thôi, đóng của pin mắc máy tàu. Pin mình đóng mình có mai mình giao luôn. Rồi, clip này xin kết thúc đây. Anh em cần gì thì liên hệ mình. Và có vài sản phẩm trên clip anh em thấy nhu cầu
không có nhu cầu sử dụng thì mình xem chơi giải trí nha anh em, tham khảo đồ bãi Nhật. Đồ bãi Nhật là hàng cũ á. Quên có mấy con vít của Bana 10/8 hàng của nhà máy cực xịn luôn, giờ chưa có pin test anh em, mới chưa sử dụng luôn nè. Đó, mua về vậy đó, phái là mua thôi. Hàng nhà máy thì nói chung là bao chuẩn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip này.